ngày xưa cứ định nghĩa là phố cổ mới là sang, mới là VIP. Đúng rồi. Hầu như phố cổ giờ ở 3-4 thế hệ, rất là chật chội. Giúp rồi ông đấy ngày chui ra ngoài kiếm được triệu, triệu rưỡi chỉ đủ tiền tiêu thôi chứ chứ có làm gì. Còn cái khu này nó phát triển về sau, mà cả cả nếu cái khu này mới là khu phát triển bền vững này. Đúng rồi. Vì tất cả nhu cầu sau này, cả hàng bao nhiêu năm nữa đời con cháu, cái giao thông của nó vẫn phải luôn luôn ảnh hưởng, vừa văn phòng ở, vừa sinh hoạt, vừa làm việc tại nhà, vừa công việc luôn, văn phòng công ty. Còn đâu gọi là một số cái mặt hàng nó kiểu dạng như là điện nước, dây, các cái đồ lặt vặt, hàng mã, hàng miếc các thứ thì thôi nó bày bán nó nhỏ nẻ một số cái chỗ, chứ còn cái công ty lớn và cái chỗ chỗ môi trường làm việc mà cái khu nó cần cái mức độ gọi là trao đổi về công việc nhiều ấy, là giãn hết xuống dưới này. Giờ xe cộ đi ở phố thì rất ngại. Đúng rồi. Không, nhưng ra những cái khu đô thị như này thì rất là ok. Chính xác. Và phố bây giờ gọi là quá mệt mỏi, bần cùng gọi thì còn nó sẽ giãn chuối hết ra. Nếu đã đầu tư là cứ phải chơi những các cái nô góc và đẹp tương đối. Có thể ban đầu nó cao hơn một chút, nhưng mà cái tiềm năng hơn nhiều. Nhưng sau này nó sẽ gấp đôi, gấp ba lần cái căn cũ. Dù sao nó cũng là những căn hữu hạn ở trong những khu đô thị này. Đúng rồi. Khi nhu cầu lớn các công ty, các ấy, văn phòng với ấy, các cái nô cứ góc ngã ba ngã tư đẹp là sáng này. Thực ra là những người về sau này, những người nhu cầu người ta đi vào đấy công việc và ấy là nó những cái nhu cầu thật và người ta không bị làm phiền bởi các cái khác. Còn cái bọn kia chỉ là cái bọn phi qua đường ấy, nhưng mà nó cứ nhao nhao thì giải quyết gì đâu. Để xây em phải làm 1-2 căn ở trên này. Nếu mà để mà nó đón sóng mà trong năm tới, kế hoạch lấy được trong năm tới là đẹp nhất, còn không 24-25 là sẽ cao, lại cao vọt nên là khó. Khu Trung Hòa Nhân Chính giờ khoảng 300 triệu đến 500 triệu một căn. Một mét vuông. Đấy. Thằng này sẽ không mấy mà đẩy ngang. Mà khu bây giờ mà trên dưới 100 triệu khu này. Cái tuyến đường Lê Quang Đạo nó xiên thẳng từ đây lên, chạy lên đến Trung Hòa Nhân Chính, đúng 10 phút đến Bixi. Đấy. Nó tranh nhau 3 lần đến 4 lần như vậy. Mà những khu đô thị về sau nó quy hoạch đẹp như này. Hạ tầng đẹp, kiến trúc đẹp, cảnh quan đẹp, tiện ích đầy đủ. Chẳng có lý do gì nó không nhân đổi giá. Cái này là đánh giá trong vài năm tới nữa. Đón đợt sóng sau sẽ phải ít nhất lên gấp rưỡi gấp đôi đấy. Vành đai 3 giờ phủ kín rồi nhá, vành đai đây là mình đang đi trên vành đai 3.5. Bây giờ cứ khoảng tầm độ ngay đoạn dưới này một đoạn nữa là vành đai 4 rồi. Đấy, vành đai 4 bây giờ cũng đang triển khai rồi. Giờ khoảng 120, 150, 140 căn đẹp thì nếu tình trạng này đợt sóng sau nên gấp đôi là chuyện bình thường. Xong đường Lê Quang Đạo chắc chắn là gấp đôi thì chưa khẳng định, nhưng gấp rưỡi là chắc chắn. Gấp rưỡi. Thì còn hơn 2 cây đường Lê Quang Đạo nữa là xuyên phát thẳng Mỹ Đình luôn. Này chỉ quý 1 năm sau là có đầu tư là phải xếp, phải đầu tư không là giá cao là khó. Nhưng khu này lại mất cơ hội. 7-8 khu đô thị quanh khu này thì mình đánh giá rất cao cái khu này. Về giá, về tiện ích, về mọi cái thì mình đang chấm điểm cao cái khu này. Thực ra những người bán ở đây thời điểm này ấy, cũng không có nhiều lắm. Đa phần là những người ta chuyển đổi sang tài sản khác. Chứ còn ở khu này không có cái kiểu mà ngộp giá ngộp cổ, hầu như không có mấy. Tất nhiên nó có nhưng phần trăm rất ít. Đấy. Vì những người đã sở hữu bất động sản ở khu đô thị này thì đa phần họ có ít nhất là vài ba bất động sản rồi. Đấy. Vài chục thì có thể ít, nhưng mà dăm bảy bất động sản là đương nhiên rồi. Anh chị ở gần chỗ nhà ấy cũng đã mua đến 4 căn ở trong khu rồi, trong cùng một khu. Đấy. Ở một căn, 3 căn kia cho thuê. Thế thì những người ở đây thì họ tài chính họ quá ok rồi. Chứ không phải những người gọi là đi cầm cố ngân hàng. Nên là cái hiện tượng ngộp ở những đô thị thì hầu như không có. Không có.
họ chuyển đổi sang những cái tài sản khác tốt hơn thì họ bán. Nên cái giá nó sẽ ở một cái mức có xuống một chút so với thời điểm sốt kia, nhưng nó không thể xuống sâu được nữa. Mọi người cứ phải chờ khu này xuống đến khoảng 6, 7, 80, không bao giờ có nữa. Đấy. Nhưng đánh giá chấm các yếu tố thì khu đô thị này vẫn là khu mà đáng để đầu tư, đáp ứng cả vấn đề ở, cả vấn đề về kinh doanh. Ông không ở, ông cho thuê cũng ok. Mà không cho thuê, ông gia đình ở vẫn ok. Xem khu phát triển ở bên Mỹ về khu do phát triển hàng bao nhiêu trăm năm nay nó vẫn vẫn bền vững. Còn chưa các phố cổ với các thứ nó giữ nguyên cái bây giờ không thể làm gì được nữa. Không, thứ nhất là người dân ở thì không cho, không nhận đền bù, không ấy gì, đâm ra nó sẽ phải xét đấy, và cái vùng nó sẽ mở là mở ngoại thành này và sẽ phát triển không mấy mà còn lên trên nội thành luôn. Đúng rồi, kể cả khu Đồng Văn ấy, giờ người ta cũng dịch chuyển nó đô thị ở. Chính xác. Yeah. Thứ nhất nó sạch sẽ hơn, nó văn minh hơn, nó tiện ích hơn rất là nhiều. Đúng rồi, người ta không bon chen trong đất dân nữa rồi. Đấy. Đất dân người ta vẫn mua đầu tư là do người ta nó ăn theo cái sóng của những khu đô thị, đúng không? Được. Đấy. Bên cạnh khu đô thị giá nó 5-60 mà trong đó đất dân 2-30 thì người ta phải đầu tư. Được. Đầu cơ, đúng không? Được. Đấy. Cái nhu cầu ở thì người ta vẫn thích là những khu đô thị. Thứ nhất là nó văn minh lịch sử và cái cuộc sống với ấy nó khác chui của nông dân kia toàn bố cậy cái kiểu như là gọi là ma mới bắt cả nạt ma cũ thì sống cái cạnh. Bản thân con người, người ta ở cùng những người đấy thì cái tư duy và đúng trước rồi. Người ta cũng đã là những người quê. Mình không nói phải là gọi là chê gọi là quê rồi là với cả ấy, nhưng mà ở một cái tầng lớp ví dụ như ra ngoài khu đô thị nó đều có một mối quan hệ mở. Đúng rồi, ra toàn ít nhiều người kinh doanh, người thành đạt, không công việc nọ thì công việc kia, cái sự phát triển khác. Còn kia còn toàn ông bà già với rượu chè với cái bạn nhậu bạn ấy, nó văn minh hơn nhiều nhá. Văn minh thực ra là vì anh em mình có thể là nhai kẹo cao su ở những chỗ khác có thể nhổ cái tẹt xuống đất nhá, nhưng chỗ đấy nhiều khi là nhiều khi nói quá một tí chứ bạn khạc đống đờm vào trong mồm nó rồi mà không dám nhổ xuống, có khi phải nuốt lại, hiểu không? Đấy, vì xung quanh nó sạch quá, nó đẹp quá. Đúng rồi. Cái chỗ khác thì bố khạc nhổ bừa bãi thôi. Đúng rồi. Thế ăn trong cái vỏ kẹo có khi tìm mãi mới thấy cái chỗ rác nó quy định để ở đâu, để đâu rác. Nên là từ đứa trẻ nó đã có cái ý thức như vậy, thế nó mới sướng, giá trị nó nằm ở cái chỗ đấy. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Việc văn minh, lịch sự, ứng xử, lịch sự, văn minh. Thế nhưng khi người giàu cũng khổ lắm, đã bỏ tiền ra rồi, nó không cho nói to đúng không? Bỏ tiền ra rồi, vẫn phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Một cái căn 80 mét là 4 tỷ 4 đến 4 tỷ 8 2015. Đấy. 5 năm sau thầy đi nhân chuẩn bị. Đấy, những căn đẹp thì nhân gấp 3 lần, đúng không? Còn những căn bình thường thì phải nhân gấp đôi. Thì thời điểm này gọi là bất động sản nó nhiều đi nữa, đô thị nó nhiều đi nữa, tôi cho rằng 10 năm nữa đi, đúng không? Khu đấy có lên được đôi không? Quá lên được đôi. Quá lên đôi. Có những khu không lên nhưng những khu như thế chắc chắn là gấp đôi. Nhiều quan trọng sở hữu bất động sản, chưa nói về dòng kinh tế. Tất nhiên là nếu nói về kinh doanh tiền ấy, thì mà để 10 năm nhân đôi ấy, thì là kém.
ta làm với một cái bài toán bây giờ, nếu để nói người kinh doanh mà đạt ổn ổn định bây giờ là chỉ có 5 năm đến 6 năm là tài sản đã nhân đôi rồi, giá trị kinh tế đã lên rồi. Thế nhưng mà với nhà quan trọng nó là sở hữu bền vững. Đến cái thời điểm đấy, nếu nói về giữ tiền mà bảo bỗng dưng mà bảo tự nhiên 10 tỷ lên được thành 20 tỷ thì không phải là bỗng dưng ai cũng làm được. Đúng rồi. Chứ nôi đi kinh doanh khéo lại bay bố nó đi đâu ấy, nên là cái chuyện trứng không bỏ trong một giỏ thì ngoài cái việc kinh doanh ở kia bỏ ra 3 phần kinh doanh, 3 phần đầu tư và 3 phần giữ phòng bị thì cái bất động sản mà chọn đúng thì mình đầu tư nó không đau đầu được. Đúng rồi. Không đau đầu nó an toàn. Bây giờ có 10 phần 3 phần thì nôi thì kinh doanh 3 phần ỉm lại vào tài sản để giữ gìn, còn lại 3 phần phòng bị. Thực ra bây giờ như ở cái khu Dương Nội này mà sở hữu khoảng 2 căn biệt thự thì thầy bảo nghỉ hưu luôn còn được chứ. Rồi. Đúng không? Đấy. Tháng có 70-80 nghỉ hưu luôn rồi. Thế nên là coi như là gọi là ổn ổn, thì còn chưa nói cái tài sản của nó giá trị bao nhiêu, mà cứ gọi đang nói về cái nhu cầu bình thường. Tháng về già chỉ cần 70-80 nên là hòm hòm rồi. 70 tháng là đủ đi ăn đi câu cá đi mượn nợ rồi. Tự do về thời gian luôn rồi. Đúng rồi. Đánh cờ rồi kiếc rồi, là thích đi thăm bà Sơn Tây thì đi, mà thăm bà Quảng Ngãi thì đi rồi. Nhìn nói thế thôi, thực ra là cứ bảo gì, nhưng mà một năm làm sao mà đi hết được 365 ngày để nói với cái số tiền tiêu. Ừ thì có thể tháng này tiêu hết hẳn 150, thế nhưng mà ngược lại vẫn cứ là quá ok rồi. Với cái tuổi già đấy, nó có phải như trẻ bây giờ mình mượn đi ba đi sàn đốt người ấy đâu, cái tầm kia nghêu ngao ngày tiêu 500.000 đớt ở đơ luôn, không có sức mà đi, không có sức mà đi thật, đi ít chán ngay, gọi là đi thì thôi cứ cá với nghêu ngao với cờ rồi thăm bà nọ bà kia, thế là hết vị thôi, chứ nó làm gì có nhu cầu nhiều cho trẻ. Nhiều người giàu là không có thời gian để mà tiêu tiền. Đúng rồi. Mà thực ra cũng mệt, người ta còn tiêu không hết. Nhiều người với kiểu như chú Hải trước ngoài công việc, nhiều khi chú mệt còn không đi đâu tiêu. Có phải là người ta không gì, nhưng người ta đủ. Thứ nhất là ăn người ta cũng chả tiêu được nhiều. Và đến cái tầm mà cũng như mình cứ gọi là bảo là thôi cứ nói cho ăn bữa hải sản thứ nhất, bữa hải sản thứ hai đến bữa thứ ba, tống cho 5 bữa mới 7 bữa nữa thì có ngon đến mấy, cứ nôi hết cả cua hàng đế chứ các thứ dạng đớ cũng chán rồi chứ làm cái gì. Nên là nhu cầu thực tế là khi nó đã có cái chữ đủ rồi thì nó lại quá ok. Mà ngoài cái lúc đấy là ngoài cái tiền lương, cái tiền được cho thuê thế 70-80 triệu, 100 triệu một tháng đấy, vẫn còn các cái khác phòng bị, nhỡ có rút ra thì chẳng lẽ trong nhà không có phòng bị một vài tỷ à? Đúng rồi. Gọi là nói như thế là nó gọi một đời người sống an nhiên thoải mái, thích đi du lịch đâu đi nữa nở ấy rồi, cái về ấy công việc rồi. Nhiều khi nó vào cái vòng xoay tiền bạc thì con người ta cứ tham thôi chứ mà. Đúng rồi. Chẳng phải làm nữa, cũng nghỉ rồi. Đúng rồi, chính xác. Với khối tài sản như vậy, với cái dòng tiền như vậy, không cần làm nữa. Hôm nay xem thời sự rồi nghiên cứu hay sáng tác nhạt nhẽo gì đi, vẽ tranh vẽ chủng gì đi, chơi cờ câu cá các loại kiểu gì, đưa cháu đi học đi hiếc các thứ về ăn sáng xong tập thể dục rồi nghêu ngao đi. Như mình bây giờ cũng lại nói thế thôi, vẫn đang cứ vòng xoáy với cố với cả thôi thì cũng cái công việc với cái hai nữa là cái sức khỏe của mình đang trẻ như thế này, chưa cho tự mình chưa thể cho phép mình nghỉ được. Đúng rồi, bắt buộc phải làm, còn chưa biết là làm được hay làm mất, nhưng phải làm để nó không phí phạm một đời con người sinh ra. Bây giờ 35 tuổi mẹ hưu sớm quá, đã bảo hưu làm
làm một cái gì đấy cho giá trị cho những thế hệ sau, phải làm cái gì đấy giúp đỡ những người khác nữa. Đúng chứ rồi. Không phải là mình đã may mắn hơn, mình đã làm được trong vòng có 5 năm 6 năm trời mình làm đạt được cái thành quả của mình như mục đích rồi thì phải giúp những người khác rồi. Thật ngày xưa trước á, chưa bao giờ mới gọi chỉ gọi nghĩ đến một tí ở trong trong nhà với công việc với ấy các thứ đã thấy cảm thấy nó mãn nguyện rồi. Cách đây khoảng lấy vợ xong ấy gọi là nghĩ đến vài trăm triệu giấc mơ nhỉ. Đấy, xong lấy vợ xong thì nghĩ đến vài trăm triệu để làm được cái nhà. Thế làm được cái nhà xong cái thì bảo thú nghĩ đến độ cũng tỷ vốn kinh doanh với các thứ, vợ vẫn còn mơ đấy là nghe đấy đã gì. Giờ chục tỷ vẫn thấy chả thấy có cái gì, 20 tỷ vẫn chả thấy có cái gì. Cái tốc độ mất giá của đồng tiền cũng kinh khủng nhỉ. Nó kinh khủng. Thật bao giờ kinh xong khủng với tài sản với ở công việc mới nghe thấy mấy chục tỷ mà bảo ủa này thôi gửi ngân hàng về sống an nhiên chả phải bon chen mệt mỏi gì tha hồ luôn. 10 năm nữa thì có khi bát phở nó phải 150-200 đấy. Đến đấy đúng không? Bắt buộc mình cứ tính nhân lên với bây giờ thì bây giờ bên Mỹ đời sống vì ấy nó phát triển lên một mớ rau của nó thì bây giờ 500.000 thì bắt buộc dần rồi nó cũng thì rồi. Tất mọi thứ giá trị nó sẽ phải đẩy lên. Cái nhà bây giờ mua 10 tỷ thì 10 năm nữa nó không phải là 10 tỷ, nó có thể là 50 tỷ, 40 tỷ, 30 tỷ. Tiền thì càng ngày in càng nhiều. Mà cái tốc chứ cầm 1 đồng đi mua mớ rau giờ phải cầm 5 đồng đi mua mớ rau. Ủa. Cũng mơ rau đấy nhưng phải cái cầm gì? 5 tờ. Cách đây 10 năm nha. Nếu luôn. Cầm 100.000 ra chợ hoặc 200.000 ra chợ là đã mua đủ khéo cả tuần hoặc đấy. Vài bữa. Bây giờ cầm 1 triệu đi xem có đủ mua cả tuần không? Mua chắc chỉ được 3 ngày. Hoặc được nồi lẩu. Thế thôi, nồi lẩu.